Minh Đường Tử Vi Hoan Hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp Thứ Sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Mậu Tý, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỵ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tích lịch hỏa, ngày mậu tí, tức can khắc chi, nghĩa là thổ khắc thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, tích lịch hỏa, kỵ tuổi, nhâm ngọ, giáp ngọ, ngày thuộc hành hỏa, khác với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọ, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày tí, lục hợp với xỉu, tam hợp với thìn và thân, thành thủy cục, sông với ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu và tuyệt tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi bính ngọ, giáp ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ tỵ, quý tỵ, quý mùi, quý xỉu và quý hợi về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao thiên mã hay còn gọi là sao lộc mã, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao u vi tinh, tốt mọi việc, sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao xấu trong ngày gồm có sao bạch hổ, kỵ về an táng, sao nguyệt kín chuyển sát, kỵ khởi công, động thổ, sao phụ đầu giáp kỵ khởi công, động thổ. Và các hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc. Sau đây, mời các bạn đốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 11 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính ấn nhập mệnh cho nên bạn tuổi Tý sẽ có được nhiều điều thuận lợi nếu tham gia các buổi thi cử tuyển chọn trong ngày hôm nay và bạn tuổi Tý dễ dàng nhận được sự tin tưởng của người khác và đạt được cái đích mà mình đã đặt ra. Trong ngày này, đối với những bạn đi làm thì nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp, bạn cần phải đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn nữa, không nên vội hài lòng với thực tại, bạn vẫn còn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai của mình vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tí cũng đang gặp ngày thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ tình cảm giữa bạn mệnh và gia đình đang trong trạng thái rất tốt đẹp. Bạn tuổi tí có được một nửa kia luôn thấu hiểu và thông cảm cho mình. Vì vậy, mỗi khi gặp vấn đề gì khó khăn, bạn luôn tâm sự với người ấy. Về tử vi tuổi giáp tí thuộc kim thì cử gặp nhiều thuận lợi tử vi tuổi bính tý thuộc thủy đạt được mục tiêu đã đề ra tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc nửa kia thấu hiểu và thông cảm và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số bốn số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ 6, ngày 11 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu nhờ có tam hội phù trợ cho nên công việc của bạn tuổi Sửu tiến triển vô cùng là thuận lợi suôn sẻ nếu bạn gặp bất cứ vướng mắc gì bạn mệnh có thể tham khảo ý kiến của cấp trên và đồng nghiệp để tìm ra hướng giải quyết chính xác nhất trong ngày này với bạn tuổi Sửu cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Sửu cũng có được sự hài hòa giúp cho bạn mệnh có được cơ hội gặp người cùng chí hướng với mình. Nếu hợp tác với những người như vậy, bạn sẽ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày thổ khắc thủy nhắc nhở bạn mệnh tuổi Sửu cần phải quan tâm và trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Dường như bạn đã quá bận rộn cho sự nghiệp của mình nên quên không quan tâm tới người ấy và Hãy nhớ rằng tình cảm quý giá hơn tiền bạc rất chi là nhiều bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, công việc tiến triển suôn sẻ, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, tham khảo ý kiến của mọi người, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, có hướng giải quyết đúng đắn trong công việc, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, gặp được người có cùng chí hướng, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, quan tâm và trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tự xỉu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi giàu. Tử vi tuổi dần thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020 Vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dần Xem tử vi cho chúng ta thấy là Với bạn tuổi dần đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh Cái điều này cho thấy bạn tuổi dần dễ rơi vào hoàn cảnh Chia bẻ kết phái trong ngày hôm nay Do có những khác biệt trên phương diện lợi ích và bạn tuổi dần, bạn nên xác định được điều mình cần vào thời điểm này là gì, tránh đưa ra những lựa chọn sai lầm. Khi xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn tuổi dần cần phải giải quyết mọi việc bằng lý trí, chứ không nên nghe theo cảm tính của mình. Đôi khi, những điều bạn nhìn thấy hay là cảm nhận được chưa chắc đã là đúng đắn. Vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp được ngày có hủy sinh cho mộc vượng cái điều này cho thấy với bạn tử dần cũng là người biết chăm lo cho gia đình dù là nam hay là nữ bạn biết rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng chứ không phải phụ thuộc vào riêng bất cứ ai vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy đồng nghiệp chia bè kết phái tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa giải quyết công việc bằng lý trí tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ xác định được điều thực sự cần thiết với mình tử vi tuổi canh dần thuộc mộc quan tâm và chăm lo cho gia đình tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim có tinh thần trách nhiệm cao về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 2, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ 6, ngày 11 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu cho nên với bạn tuổi mão rất dễ gây mất lòng người khác bạn mệnh có tầm nhìn xa trông rộng nhưng lại quá tự tin vào khả năng của mình nên luôn nghĩ rằng mình không cần phải nghe theo lời của mọi người xung quanh với bạn tuổi mão, khi muốn góp ý với người khác, bạn mệnh nên chú ý sử dụng những từ ngữ, tránh việc gây tổn thương cho người nghe, bởi cho dù bạn có thiên ý nhưng lại không biết cách truyền đạt thì bạn cũng sẽ không đạt được kết quả như ý muốn. Vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng may mắn là bạn mệnh tuổi mão có được một người vợ, một người chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe mọi vấn đề của mình. Vì vậy, bạn không nên giữ những điều khó chịu ở trong lòng mà nên giải tỏa ra cho tinh thần của mình được nhẹ nhõm hơn. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy dễ gây mất lòng người khác, tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa quá tự tin vào năng lực của mình, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ Chú ý cách diện đạt uyển chuyển, tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, không chịu nghe theo ý, ý kiến của người khác, tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ Sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường, màu xanh rêu, xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tốt. Từ vi tuổi thìn thứ 6 ngày 11 tháng 12 năm 2020 Vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi thìn luôn cảm thấy hăng hái mọi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, điểm yếu của bạn mệnh tuổi thìn là không thể duy trì được hứng thú trong khoảng thời gian lâu dài. Và với bạn tuổi thìn, nếu muốn vượt tới thành công, hãy nhớ rằng một khi đã quyết tâm làm bất cứ việc gì, thì bạn nên cố gắng kiên trì đến cùng còn nếu chỉ làm việc theo cảm hứng thì khó có thể đạt được thành tích cao. Ngày này, bạn tụi thìn lại đang gặp phải ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn không được như ý. Mối quan hệ giữa bạn tụi thìn với nửa kia không quá in bình trong ngày Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn cần phải bình tĩnh, dành thời gian, nghe nửa kia giải thích, chứ không nên dễ dàng tin theo lời bàn tán vào người ngoài bạn tuổi thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ hăng hái mỗi khi bắt tay vào công việc, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ không duy trì được hứng thú trong thời gian dài, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc làm việc thiêu cảm hứng, từ vi tuổi canh Thìn thuộc kim nên lắng nghe nửa kia của mình, từ vi tuổi nhâm Thìn thuộc thủy không nên vội tin theo lời người khác. Về đánh giá của bạn tử Thìn trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi mão, tuổi thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có thực thần phù trợ cho nên bạn tuổi tỵ đạt được phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay nhất là đối với những người đang làm công việc tự do và bạn tuổi tỵ bạn có thể nhận được một khoản tiền lại lớn do những quyết định đúng đắn từ trước đó của mình trong ngày này đối với những bạn làm công ăn lương không có biến động nhiều về tài chính bạn có mối quan hệ tốt với mọi người nhưng thường hay chần chừ, rua dự để cơ hội trôi qua đáng tiếc và với bạn tuổi tỵ cần phải chủ động và tin tưởng hơn vào chính bản thân mình. Ngày này, bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có thủy khắc với họ, bạn mệnh nên quan tâm nhiều hơn tới gia đình của mình, chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay là sở thích cá nhân như vậy. Tiền bạc là vật chất ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại được, nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó có thể bù đắp lại được. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏ nhận được một khoản lời lại lớn, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ có được cơ hội phát tài trong ngày hôm nay, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc nên chủ động hơn khi nắm bắt cơ hội, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim có mối quan hệ tốt với mọi người, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy quan tâm tới gia đình nhiều hơn. Và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ 6, ngày 11 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ 6 này đối với bà tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông, tí ngọ mạo dậu cho nên bạn tuổi ngọ trở nên rất nóng nảy, bạn khó có thể giữ được bình tĩnh và không biết cách tiết chế cảm xúc của mình, vì vậy thường hay nói hoặc là hành động gây ác cảm với mọi người xung quanh. Trong các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, bạn mệnh có thể nhận thấy có nhiều đối tượng khác giới đang quan tâm tới mình, tuy nhiên, chuyện tình cảm bắt đầu vào ngày hôm nay thường không được tốt với bạn và bạn tuổi ngọ cần phải chú ý giữ khoảng cách cần thiết với mọi người. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ, ngày này là ngày tốt để cho bạn làm mọi việc nếu có kế hoạch ấp ủ trong suốt thời gian vừa qua thì bạn mệnh nên nhân cơ hội thực hiện ngay sẽ nhận được kết quả như ý muốn bạn tuổi ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim không biết cách kiềm chế cảm xúc tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy dễ hành động bốc đồng gây mất lòng người khác tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa chú ý giữ khoảng cách với người khác giới tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ không nên quan tâm nhiều tới chuyện tình cảm tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc nên thực hiện công việc nằm trong kế hoạch và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ 6 ngày 11 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mùi đó, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện tương hại gây ra nhiều tác động xấu cho bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay đặc biệt là trong công việc của bạn và bạn tuổi mùi bạn có thể vô ý đắc tội với kẻ cựu tiểu nhân vì những hành động bốc đồng của mình do đó hãy cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể bạn tuổi mùi nhé cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Mùi và người thân của mình trong ngày hôm nay cũng không được mấy hòa hợp do đôi bên có những quan điểm không thống nhất với nhau, có thể chính vì nguyên nhân này mà đôi bên đang dần trở nên xa cách, thậm chí không muốn cố gắng thấu hiểu nhau nữa. Trong ngày này với bạn tuổi Mùi, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi về những hướng tốt như là Hỷ Thần, hướng Đông Nam và Tài Thần hướng Chính Bắc. Đây là hai hướng tốt giúp cho công việc của bạn tuổi Mùi trở nên suôn sẻ và gặp nhiều thuận lợi. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân, tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy nên cố gắng giữ bình tĩnh trong công việc, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa mối quan hệ giữa đôi bên không hòa hợp, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ nên cố gắng thấu hiểu cho nửa kia, từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc dạy có những hành động bốc đồng. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020. Vận trình của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, bạn đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong ngày hôm nay, rất tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Thân và người Thân trong gia đình vô cùng là hòa hợp. Bạn luôn cố gắng để thấu hiểu những tâm tư, tình cảm của nửa kia, nhờ thế mà đôi bên dễ dàng dung hòa được với nhau. Trong ngày này với bạn tuổi Thân, nếu có ý định hâm nóng tình cảm đôi bên, bạn mệnh có thể tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn. Sau mọi dịp như vậy, chắc chắn bạn sẽ thấy tình cảm gia đình càng thêm phần gắn bó hơn. Tuy nhiên, cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi thân dễ vướng phải những mâu thuẫn với cấp trên, bạn có thể bị cấp trên xuôi xét và đánh giá nghiêm khắc hơn thường ngày. Đừng có những suy nghĩ tiêu cực mà hãy có cái nhìn tích cực hơn về mọi việc bạn tuổi thân nhé và tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy mối quan hệ vợ chồng hòa hợp tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa luôn thấu hiểu và đồng cảm với nửa kia tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ nên hâm nóng tình cảm vợ chồng tử vi tuổi canh thân thuộc mộc dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim có cái nhìn tích cực hơn về mọi việc về đánh giá của bạn tử thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 5 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường màu bạch kim màu vàng kim quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi giàu tuổi tốt tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Dậu xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu cần phải cực kỳ thận trọng trong công việc của mình ngày hôm nay do bạn đang phải đối đầu với cục diện ngũ hành tương phá gây ra và bạn tuổi Dậu bạn mệnh không nên chủ quan trong bất cứ việc gì bởi rất có thể những công việc tưởng như đã thành công sẽ bất ngờ gặp trở ngại với bạn. Bạn mạnh tuổi giàu cũng cần để ý đến mọi người xung quanh nhiều hơn bởi rất có thể xung quanh bạn đang có kẹn niếm đá giấu tay. Tuy nhiên, dù có ở trong trường hợp xấu nhất thì bạn mạnh tuổi giàu cũng nên bình tĩnh, tìm hướng giải quyết chứ không nên bực bội, nóng nảy May mắn cho cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp được ngày có Kim sinh cho Thủy vượng, cái mối quan hệ giữa bạn với nửa kia luôn rất tốt đẹp. Khi gặp phải khó khăn, bế tắc, thì với bạn tuổi Dậu hãy tâm sự với người ấy nhiều hơn, đôi bên có thể cùng nhau đưa ra được hướng giải quyết phù hợp, tốt đẹp nhất. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy không nên chủ quan trong công việc. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa công việc gặp trở ngại bất ngờ. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ để ý tới người xung quanh nhiều hơn. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc không nên bực bội nóng nảy. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim tìm hướng giải quyết cùng với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi thìn. Tử vi tuổi tuất thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn Tử Tuất cho chúng ta thấy là bạn Tử Tuất đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cái điều này cho thấy mối quan hệ xã giao của bạn Tử Tuất không được mấy tốt đẹp trong ngày hôm nay. Bạn mệnh nhận ra rằng quanh mình có quá nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ để kiếm lợi cho mình và với bạn Tử Tuất cần phải chủ động để tránh xa những người như thế. Bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này cũng cần phải quan tâm nhiều hơn tới gia đình của mình và lắng nghe những suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình và bắt người khác phải nghe theo, theo mình. Bởi như vậy, chắc chắn những quan điểm của bạn chưa chắc đã là đúng đắn bạn tuổi tuất nhé. Tuy nhiên, cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tuất bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài nhập mệnh cho thấy cánh cửa làm ăn của bạn khá chi là rộng mở bạn có thể tìm được mối đầu tư đúng đắn và nhanh chóng thu lại được lợi ích lớn những người làm thêm cũng nhận được một khoản vốn thuộc về mình trong ngày hôm nay về tử vi tuổi giáp tuất Thuộc họ, mối quan hệ xã giao không được tốt đẹp cho lắm. tử vi tuổi bính tuất, thuộc thổ, tránh xa những kẻ nịnh bợ giả tạo, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, lắng nghe suy nghĩ của người khác, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, không nên áp đặt quan điểm cho người khác, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, nhận được một khoản tiền lời lại lớn. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ cho nên với bạn tuổi hợi với bạn tính thật thà tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao thuận lợi bạn nhận được sự yêu mến của mọi người vì sự nhiệt tình luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có ai gặp phải khó khăn bạn mệnh còn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay quý nhân sẽ giúp cho bạn tuổi hợi giải quyết những vấn đề còn vước mắc ở hiện tại, đồng thời đưa ra con đường chính xác để phát triển sự nghiệp cho bạn trong tương lai. Tuy nhiên, với bạn tuổi hỏi trong ngày này, cũng cần phải chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của mình, không nên vì công việc quá bận rộn mà lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Việc tập thể dục thể thao đều đặn là cách tốt nhất để cho bạn bảo vệ sức khỏe của mình. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc họ xây dựng được các mối quan hệ xã giao thuận lợi, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc Thổ có được cơ hội gặp được quý nhân, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc Mộc giải quyết được vấn đề còn vướng mắc, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc Kim có định hướng cho tương lai của mình, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc Thủy nên quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 6 số 8 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường màu xanh nước biển màu trắng quý nhân phù trợ tuổi tí tuổi xỉu tuổi dần cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.